À, các bạn hãy đến với cặp đấu này rất hấp dẫn, rất kịch tính nha các bạn. À, phân cao thấp nhất nhì bảng nha các bạn. À, đứng trước màn Đông Kinh Cơ Đại Lâm là tem của đội chủ nhà ở bóng chuyền xanh. À, đội 1 nha các bạn. Gồm có Chí Thông, Bình Minh, Lý Quốc và Đăng Méo. À, thật sự bốn cái tên này quá ấn tượng, quá cực kỳ nghe rất hot các bạn. Bình Minh mang tên em, Chí Thông và Đăng Méo. Đăng Méo là một trong những cầu thủ chuẩn bị sắp tới qua Noel là có gặp gỡ Tú MC các bạn. 3-3-4-4 lượt đi lượt về luôn các bạn. Nếu ước tính dự đoán của Đại Lâm thì sân Gò Sòi và sân Dĩ An, đây là cặp đấu rất được đáng gờm giữa Đăng Méo và Tú MC nha các bạn. Thua rồi nè, còn đây là sân bóng chuyền xanh nè. Đây là sân bóng chuyền xanh, phường Trấn Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là những fan hâm mộ anh em hàng xóm Lu Vu Sù Bu, các ông bầu Lu Vu Sù Bu ngoại các bạn. Là cái tem cũng thật sự rất ấn tượng đáng gờm của giải này các bạn. Ở đây có bầu Hiếu Cẩm Mỹ, có Quý Nhóc, Phước Thắng, Trọng Chim, Lam Chân Bàn và Đăng Mớm. Đây là cái tem cũng thật sự quá đáng gờm các bạn. Ở đây là các anh em fan hâm mộ rất thích, rất đam mê bóng chuyền lên đây để xem các bạn. Ok các bạn. Chúc bạn đâu rồi em trời nhá. Các bạn tổ hút xì tin mà hút không ha. Vô đây, vô đây. Ở sân bóng chuyền xanh này của anh Lâm và của anh Hùng Ba Bánh nha các bạn. Và có chủ trì là Long Điền. Ai đến đây thì Long Điền giao lưu tiếp hết nha. Lên sáu con rạ bên nào rồi, ra còn 9-5 cây. Còn đây là nhóm của anh em mang trang bằng trong ba tổ chức các bạn. Ruben quá khó chịu. Ruben đang bầu của tài súng quá khó chịu. Cậu lâu ngày gặp quá hả? Anh Tiền ơi, có cái anh nào là ông vò vẽ không? Ông bầu là tôi thấy rồi đó, nhiều rồi đó, mà ông vò vẽ là ông nào? Có mà. Đây là cặp đấu rất hấp dẫn gặp nhau các bạn. Hồng có bắp 35kg, Quy Chọi, Tài Nhỏ, Binh Bia, Sập Trăng, Bốn Nước Lèo, Tài Sung, Tây Ninh, Phi Gip, Cà Mau và Tài Sung, Tây Ninh. Xin mời các bạn xem trận chiến này nhé. Còn đây là trọng tài Bình và trọng tài bạn già của Đại Lâm Bình Kilo. À đây, 8-5 cây.